Hey, chào mừng bạn đã đến với Udip. Trong video lần trước, chúng ta đã viết script để mà chúng ta xử lý cái phần game logic. Trong video lần này, chúng ta sẽ đưa vào game của chúng ta những cái hiệu ứng âm thanh cũng như là những cái nhạc nền để mà cho game của chúng ta có thể là sinh động hơn. Ok, bắt đầu nào. Ở đây thì cũng như mọi lần tôi cũng đã chuẩn bị những cái file âm thanh ở đây ha. Bạn có thể là download về. Tôi để cái link ở bên dưới phần mô tả video nhé. Đâu rồi ta? Đây, cái sound này, cái music này. Chúng ta sẽ đưa vào cái sound effect trước. Sound. Cái nhạc nền là tiếp theo. Chúng ta sẽ xem cái nhạc nền một chút ha. Nếu mà bạn nào xem cái video về cái game Runner 2D thì cái nhạc này tôi lấy ở đó nhá. Tại vì là tôi thấy là nó kịch tính thì tôi đưa vào lại. Lần sau chúng ta sẽ dùng cái music khác. Tôi cho to tiếng lên ha. Đó. Nó khá là kịch tính và hợp với cái game bắn ruồi này, cho nên là tôi lại sử dụng lại. Ở trong này thì tôi có đưa vào hai cái tiếng động. Một là cái tiếng laser khi mà viên đạn được bắn ra. Đó. Hai là cái tiếng khi mà cái thằng enemy nó chết. Nó kiểu như là một cái tiếng bóng vỡ ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái effect này rồi là cái nhạc nền này vào ha. Đầu tiên chúng ta sẽ click chuột phải và chọn cái audio source để tạo ra một cái thằng audio source quản lý tất cả những cái thiết lập về audio ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tích vào cái play on awake, tức là khi mà game bắt đầu chạy thì là cái thằng audio này nó cũng chạy luôn ha. Tích vào cái tùy chọn là loop để mà cái audio này nó có thể là lặp đi lặp lại này. Nó chạy xong rồi nó lại chạy tiếp ha. Ở đây cái volume của chúng ta giảm xuống một chút xíu, tầm 0,5. Chúng ta sẽ kéo cái nhạc nền của chúng ta vào cái biến là audio clip. Đó. Chúng ta sẽ chạy game. Ok. Chúng ta đã xử lý xong cái nhạc nền cho game. Bây giờ đến cái phần tiếng động. Phần tiếng động thì chúng ta sẽ phải vào trong script ha. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cái thằng player này để chúng ta thêm cái tiếng đạn bắn ha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái biến để mà tham chiếu đối với thằng audio source audio source os. Ở chúng ta sẽ có một cái biến nữa là audio clip làm shooting sound.
để mà tham chiếu tới cái thằng tiếng động khi mà chúng ta bắn súng ha. Rồi, ở trong cái phương thức là shoot, khi mà chúng ta khởi tạo ra viên đạn cũng là lúc chúng ta tạo ra cái tiếng động ha. If audio sure và shooting sound khác luôn ha. Audio sure chấm play one shoot. Play one shoot là cái phương thức để mà play một cái dạng audio ngắn ha. Không play những cái loại audio dài. Nó chỉ ngắn một xíu thôi, như là những cái tiếng động ấy. Shooting sound. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét những cái biến và chạy game ha. Ở đây cái tiếng động khi mà chúng ta bắn súng đó là laser, laser này. Cái audio sure của chúng ta đây, chúng ta kéo vào rồi chúng ta sẽ chạy. Đó. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra cái tiếng động khi mà cái viên đạn của chúng ta va chạm vào cái enemy ha. Và cái enemy kết thúc này. Cái enemy nó chết chứ. Đây, chúng ta sẽ vào cái script là project title. Chúng ta cũng tham chiếu tới cái thằng audio os. Và tham chiếu tới cái audio clip này. Public audio clip là dead sound. Dead sound nghe có vẻ không ổn, đặt tên là hit sound đi. Hit sound. Rồi, ở trong cái phương thức start này chúng ta sẽ tìm cái thằng audio sure ha. Os bằng file object of time audio sure. Và chúng ta sẽ chạy cái thằng audio ở đây. Chúng ta sẽ tạo ra cái tiếng động khi mà cái viên đạn nó va chạm với cái thằng enemy ha. If audio sure và cái thằng là hit sound khác luôn ha. Os.play one shot hit sound. Rồi, chúng ta sẽ set biến rồi cũng chạy game. Ở đây chúng ta vào cái thư mục là prefab, chọn cái thằng project title, chúng ta sẽ đưa cái hit sound vào ha. Hit sound vào đây. Rồi, chúng ta sẽ chạy xem. Đó. Ở đây khi mà nó va chạm với cái thằng này này. Đó. Chúng ta thử lại xem nhé. Ô, chết rồi, chúng ta sẽ chặn lại. Ở đây có vẻ là cái nhạc nền nó hơi to cho nên là nó át đi cái tiếng
khi mà viên đạn nó va chạm vào cái thằng enemy nó tút đó. Đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa, cái phần này là cái phần thêm thôi chứ không phải là cái phần về audio ha. Khi mà cái viên đạn nó va chạm với cái thằng enemy và cái thằng enemy chết thì tôi muốn tạo ra một cái hiệu ứng như là cái nổ xong rồi máu nó văng ra ấy. Thì là tôi sẽ tạo nó kiểu gì? Ở đây thì tôi có chuẩn bị cái hiệu ứng đấy rồi. Chúng ta sẽ vào cái thằng Unity này, chúng ta sẽ tạo ra một cái folder mới để lưu cái thằng đấy ha. VFX, viết tắt của Visual Effects. Cái hiệu ứng này thì tôi sẽ để luôn ở trong cái link download cho các bạn ha. Đây. Bạn đừng quan tâm tới cái này quá, cái này chỉ là thêm thôi. Sau này chúng ta sẽ học cái cách để mà tạo ra cái hiệu ứng này ha. Đây này. Đó. Như bạn thấy là một cái tiếng, một cái hiệu ứng nổ máu rất là nhỏ này. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào code của cái thằng project title, chúng ta sẽ tham chiếu tới cái đối tượng game object mà lưu cái thằng hiệu ứng đó ha. Public game object hit. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo nó ra khi mà cái viên đạn nó va chạm với lại là cái thằng enemy. If hit fx. Chúng ta đặt tên là hit à? Chúng ta sẽ đặt thêm một cái nữa để phân biệt ha. Hit vfx. Nếu mà cái biến này mà khác luôn thì chúng ta sẽ tạo ra cái thằng này instantiate hit vfx. Cái vị trí của nó là ngay cái vị trí của cái thằng enemy ha. Ở đây là co.transform.position không xoay quaternion.identity. Chúng ta sẽ chạy game. Chúng ta sẽ xem là khi mà bắn trúng thì nó có nổ không nhé. Chưa được. Chưa được là tại sao? Là tại vì chúng ta chưa set cái biến này cho nó ha. Chúng ta sẽ vào prefab projectile. Chúng ta sẽ đưa cái biến này vào cái thằng hit vfx thì là nó mới được set để mà nó tạo ra ha. Đó. Bạn thấy là khi bắn trúng thì nó đã tạo ra cái hiệu ứng là máu bắn ra nhá. Đó. Đó. Và tiếng động cũng có luôn. Đó. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà bạn thấy video này hay, thấy nó có ích thì đừng ngại like hay là chia sẻ video để mà team YouTube có thêm động lực tiếp tục làm video ha. Rất là hy vọng còn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!